Rồi một lần nữa chúc mừng em. Cho anh hỏi là ứng tuyển sao? Cái này là công ty em đang làm nội bộ ứng tuyển lên kế toán tổng hợp hay là sao? Không, em ứng tuyển tổng hợp vô luôn ạ. Chúc mừng em nha. Rồi mức lương là bao nhiêu? Có thể chia sẻ cho lớp nghe được không? Dạ thử việc là 12, còn chính thức là 15 mà. Rồi là tốt rồi. Rồi cho hỏi thêm một chút, lớp có muốn hỏi có thể em có thể chia sẻ thêm một chút kinh nghiệm về hồ sơ ứng tuyển, rồi trong quá trình phỏng vấn người ta hỏi những cái gì hay là bài test gì không, có thể chia sẻ cho lớp được không? Thật ra thì lúc đầu em nộp cái bản mà CV công việc á vô á, anh thấy họ im re hả? Xong cái lúc mà anh hướng dẫn cái CV xin việc mới á, cái em làm lại, xong cái em nộp lại ai ngờ rồi họ kêu vô tuyển ứng tuyển luôn. Xong đi vô xong rồi họ kêu họ hỏi là có làm ở đâu chưa, có từng làm qua xây dựng chưa. Em thực sự em cũng chưa có làm, nhưng mà em nổi đại. Em nổi đại luôn, giống như anh nói là giờ ví dụ như là cái vô đi, ví dụ như được á thì mình học hỏi kinh nghiệm theo, không được thì thôi đi về. Vô cái em học sao em nói y vậy, cái ai ngồi đâu họ kêu vô làm luôn. Vậy à. Cái họ hỏi là lúc đầu họ hỏi là muốn lương nhiêu, cái em nói em cũng nói thật là hồi xưa giờ là em chưa có làm bên ngành của anh, nhưng mà em chỉ mới học qua thôi. Giờ ví dụ như với cái mức lương hiện tại mà nếu cực cái toán tổng hợp á, thì em xin thử việc là 12. Còn nếu mà sau mà 2 tháng thử việc á, anh thấy em á, đạt chiếc theo đúng cái yêu cầu của anh thì em xin 15. Cái ông nói là thôi về cho anh thời gian suy nghĩ, hôm sau ông viết mail ông ứng tuyển, ông kêu đi làm luôn. Mọi người hãy comment chúc mừng bạn Dũng nè. Tuyết, em... Tuyết anh ơi. Hả? Tuyết không nghe dùng. Xin 86 anh. 86 rồi. Chúc mừng chị bạn anh Tuyết nha.